vật anime thôi mà, nhân vật 2D thôi mà, nhân vật manga thôi mà, nhân vật trong truyện, trong tiểu thuyết thôi mà. Có gì đâu mà khóc dữ vậy. Nếu như mà một diễn viên trong bộ phim nào đó chết đó, bạn có thể gặp được họ trong một bộ phim khác. Còn nhân vật mà tụi mình yêu thích chết rồi là không có gặp được đâu nữa hết trơn á, lại xong luôn, là hết luôn, lại hết thấy, là không thấy nữa luôn á má. Đâu có gặp được trong bộ phim nào nữa hết trơn á, hiểu không? Tan nát cõi lòng ngày anh bước đi, phai dấu tình đôi ta.